Vâng, xin chào các anh chị. Trong video bài học này thì tôi sẽ tiếp tục chia sẻ với các anh chị các bạn một số những cái thông tin, những kinh nghiệm để các anh chị các bạn có thể phát triển các cái kênh quảng cáo và phân phối. Thì trong tiếng Anh nó gọi là promotion, tức là chúng ta quảng cáo bán hàng, và sau đó là place, tức là kênh phân phối. Thì hiện nay thì chúng ta thấy rằng là các cái kênh quảng cáo nó cũng chính là kênh bán hàng luôn, đặc biệt là đối với online. Thì cái khoảng cách mà nó tách ra giữa promotion với lại place bây giờ nó không thực sự rõ rệt, nhưng mà trong offline thì nó rõ rệt hơn. Rồi, thế thì online tức là chúng ta trực tuyến, còn offline chúng ta có thể hiểu đấy là truyền thống, là những cái kênh chợ, rồi kênh siêu thị, rồi kênh nhập buôn, rồi thì cái những cái thương lái, đấy là mình có thể hiểu là những kênh offline, các anh chị cô dì chú bác nhá. Thế thì quảng cáo và bán hàng nó sẽ có hai nhóm kênh. Nó có hai nhóm kênh. Nhóm thứ nhất là nhóm kênh online, hay còn gọi là nhóm trực tuyến. Thì cái bài học này thì tôi sẽ nói với các anh chị và các bạn là những cái kênh cơ bản. Tôi giới thiệu các đầu kênh thôi đã, tôi chưa đi vào từng kênh một. Và các cái video tiếp theo thì tôi sẽ đi vào từng kênh một, tôi hướng dẫn thao tác từng bước. Đó. Không thì các anh chị mà nghe cái video này xong, các anh chị để bảo là thầy hướng dẫn này chúng tôi không làm được. Đồng ý nhá. Thì cái gì cũng thế, đầu tiên là mình phải thấy rằng là nó có rất là nhiều kênh. Mình đừng có mà bó hẹp mỗi cái kênh, ngồi đấy là thương lái nó làm. Chỉ cần một cái điện thoại thôi là đủ. Còn nếu không ấy, mình xài máy tính là ok nhá. Nông dân hai lúa bây giờ thời A còng, thời internet là phải có điện thoại smartphone, phải có Facebook, phải có Zalo, phải có Instagram, phải có TikTok đấy. Và rất nhiều các loại app khác nữa, đúng không? App chụp ảnh, selfie, app chỉnh sửa hình ảnh đều phải có. Thế thì có hai nhóm, nhóm online và nhóm offline, hay còn gọi là nhóm trực tuyến và nhóm truyền thống. Ok? Thì nhóm online là nhóm trực tuyến thì gồm những công cụ gì? Các bạn có thể bán hàng trên Facebook cá nhân này, fanpage này, Facebook hội nhóm hay còn gọi là group này, chạy quảng cáo cho Facebook này, làm Instagram này, đăng hình trên Instagram, chạy quảng cáo trên Instagram. Các bạn cũng có thể là lập website rồi làm SEO, SEO cho website. Các bạn cũng có thể là chạy quảng cáo Google Ads tìm kiếm. Xin lỗi một chút là các anh chị, các cô dì chú bác, các bác con là đừng có trách tôi là hay dùng tiếng Anh nhiều, bởi vì cái này nó thuần túy là tiếng Anh nhá. Facebook hay là Google nó là cái tên, hay là Ads là quảng cáo thì nó là tiếng Anh rồi. Tôi đã cố gắng sử dụng các cái từ tiếng Việt nhiều nhất có thể rồi, được chưa ạ? Chúng ta cũng có thể tạo tài khoản TikTok, và tài khoản TikTok và tạo ra các cái video TikTok, chúng ta tiếp cận với khách hàng trẻ. Chúng ta cũng có thể làm tạo tài khoản Zalo, đúng không? Dùng điện thoại cài cái app Zalo lên và chúng ta đăng bài kết bạn hoặc là tạo ra các nhóm trên Zalo để chúng ta bán buôn. Hiện nay các cái bác nông dân, bà con nông dân hay là nông sản hay là thủy hải sản sử dụng các cái kênh Zalo bán hàng hội nhóm rất là nhiều, rất là tốt. Chúng ta cũng có thể là tạo kênh YouTube để chúng ta làm thương hiệu, để làm video, để làm giới thiệu về nhà vườn, để làm cái việc bán hàng, đúng không? Thí dụ như thế này này, ví dụ như chúng ta chăm sóc một cái cây cam, chúng ta chăm sóc một cái quả bưởi, chúng ta có thể quay lại cái video đó, chúng ta đưa lên YouTube, đưa lên Facebook. Sau đó thì đấy chính là những cái minh chứng để cho thấy rằng là cái quá trình chăm sóc cái quả đấy nó rất là ok. Và chúng ta có những cái chiến lược bán hàng rất khác nhau, thậm chí bán từ lúc cây còn chưa ra quả, chứ đừng có đợi lúc chín mới bán. Giữ chỗ luôn, bán từ lúc chưa ra quả. Tôi sẽ hướng dẫn cho các anh chị, yên tâm. Đấy, chúng ta có thể phát live stream. Rất nhiều người nhà vườn chăm sóc lan, họ live stream từng bông lan một, họ live stream từng con lợn, từng con gà một, họ nói, họ chia sẻ kinh nghiệm với bà con nông dân, chia sẻ với khách hàng. Và đó chính là cách mà họ sẽ giao tiếp với khách hàng của mình. Các bạn không cần phải ra chợ đợi người đi qua vào hất hàm hỏi: "Ê, bao tiền con gà, bao tiền con vịt, con gà này nuôi thế nào?" Bạn có thể live stream để nói về điều đó. Live stream tôi cũng sẽ hướng dẫn bằng điện thoại di động, rất là đơn giản, đúng không? Bà con nông dân mình chân chất, mình có gì mình cứ nói thế, giống thầy Phan Anh ấy, hiểu thế nào nói thế. Hướng dẫn cho bà con nông dân, vì tất cả cái này là tri thức, cứ thế là bắn ra thôi. Tôi cũng không cần sách vở, cũng không cần slide, clip gì để hướng dẫn các anh chị. Tất cả những cái này là tri thức của tôi, là mười mấy năm đi làm tôi cùng tôi nói cho bà con nông dân để làm. Đúng không ạ?
Tôi không còn còn trẻ, nói là cậu này quá trẻ, mình không nên nghe cậu ta. Tôi có trải nghiệm đi dạy từ 2008 tới bây giờ, bà con biết rồi đấy ạ. Vâng, năm nay là 2020, tức là 13 năm làm thầy rồi, không phải là trẻ đâu, kinh nghiệm như thế là rất nhiều. Và bằng đại học rất nhiều, đi nước ngoài rất nhiều, cũng am hiểu cái này cái khác, đúng không? Thế sau đó thì từng bước tôi sẽ, ví dụ như là Facebook làm thế nào tôi sẽ có video riêng, website lập thế nào có video riêng, sale làm nào có video riêng, để cho YouTube làm nào có video riêng, Zalo làm nào có video riêng, tất cả điều đấy. Thậm chí là trong từng cái kênh như vậy tôi đã có những bộ khóa học riêng. Ví dụ như là bán hàng trên Facebook phiên bản mới nhất 2020, đây là cái quyển cũ nhá. Thì tôi đã có sách, tôi đã có bộ video dài đến 150 video hướng dẫn mọi người làm quảng cáo trên Facebook, hoặc là chạy quảng cáo Facebook bằng điện thoại di động. Tôi đã có những cái bộ video như thế, các bạn mua thêm để các bạn bán học theo rất là ok, tôi đảm bảo nha. Thế rồi đấy, thì chúng ta quá trình mà chúng ta tiếp xúc, chúng ta làm media, chúng ta tương tác với khách hàng trên mạng xã hội, làm thương hiệu, thì chúng ta phải quay video, chúng ta phải chụp ảnh, chúng ta phải livestream phát sóng đấy. Thế thì sau đó chúng ta post đưa lên trên Zalo, chúng ta đưa lên Facebook, chúng ta đưa lên Instagram, đưa lên TikTok, đúng không? Và đừng bao giờ nói với thầy Phan Anh rằng là tôi già, tôi không biết sử dụng điện thoại di động. Cái việc đi cấy, đi gặt, gieo mạ, cái việc mà chăm sóc cái cây, cái con, cái quả, tôi nghĩ còn khó hơn rất nhiều sử dụng cái điện thoại di động này. Đeo kính vào, mắt lão thì cô dì chú bác đeo kính vào và bắt đầu từng bước bảo con mình, bảo cháu mình hướng dẫn dùng thế nào, từng bước làm được. Chứ đừng có tao già rồi tao không làm đâu, hay là tôi là nông dân tôi không biết. Nếu là nông dân không biết thì tiếp tục làm nông dân, tiếp tục để thương lái người ta ép, tiếp tục bán ế, bán kém, mãi không giàu được. Các anh chị hiểu không ạ? Các anh chị có biết tôi nghĩ gì không? Tôi đau xót thế nào không? Đấy, cái ngày Tết các anh chị bán được cái bông hoa đẹp như thế, cái cây hoa, cái cây quả đẹp như thế, phải đem đổ, đem tháo đi, quá là tiếc. Các anh chị có biết nông dân ở châu Âu, nông dân Mỹ người ta làm thế nào? Một người nông dân hoặc là một vợ chồng nông dân ở châu Âu hoặc ở Mỹ, họ có thể nuôi được 1.000 con bò. Trong khi đó, một người nông dân ở Việt Nam chăn khoảng tầm 15-20 con bò, 20 con trâu là kiểu gì cũng lạc mất 1-2 con. Suốt ngày đi tìm trâu về. Vì sao ạ? Đúng không ạ? Con bò của người ta gắn chip định vị, rồi thì nó đang ở đâu trên máy tính nó có hết. Rồi người ta đi ô tô, người ta đến đón con bò về, người ta gọi con bò về. Rồi nó chăn thả trong một cái trang trại hàng chục, hàng trăm hecta. Cỏ người ta trồng xanh đến tận đầu gối, xanh đến tận đầu mình luôn. Đúng không ạ? Thế rồi máy vắt sữa nó vắt tự động, đến giờ đấy là nó ngồi nó vắt, không phải mình bóp bóp này đến khổ thân. Tự động hết. Sau đó là máy nó hút vào test, sau đó là xe bồn nó đến nó đón. Trời ơi! Bảo làm sao thịt bò ở Mỹ nó rẻ, bảo làm sao bò Úc nó rẻ, bảo làm sao là sữa nó rẻ. Vì sản lượng của nó quá khủng khiếp, cái chi phí sản xuất của nó thấp, vì sản lượng năng suất của nó cao. Cái điều này các anh chị, cô dì, chú bác, bà con nông dân là phải hiểu nha. Thì chúng ta phải hiện đại lên thì chúng ta mới làm được. Còn chúng ta cứ lại đổ cho trời, cho đất, cho bệnh dịch tại thì đừng. Chúng ta làm được, hãy tin tưởng điều đấy. Thầy Phan Anh cùng với các anh chị sẽ làm được điều đấy. Nhá. Mình không làm được, mình bảo con cháu làm cho mình. Hoặc là mình chịu khó học, mình nghiêm túc. Thay vì tối mình uống rượu, say lử khử lên thì mình ngồi mình học đi. Nghiêm túc đi. Đúng không ạ? Rất là tốt. Chụp ảnh cũng phải học, đăng ảnh, viết bài cũng phải học. Đúng không ạ? Rồi mình cũng đưa sản phẩm của mình lên các sàn thương mại điện tử. Nghe sàn thương mại điện tử như là Tiki.vn, Xem Đỏ.vn, Lazada.vn hay là Shopee.vn. Đấy là những cái sàn thương mại điện tử mình phải mở tài khoản, mình phải làm theo, sau đó mình đưa lên trên đấy, làm theo các hướng dẫn của sàn. Nó yêu cầu là phải là doanh nghiệp hay là phải chứng nhận hay thế này thế kia, đầy đủ các giấy tờ, mình phải có. Thế là sản lượng mình sẽ bán được. Thế rồi có những cái sàn nông sản nữa.
như là Glaco hay là một số cái sàn chúng ta vào Google chúng ta tìm. Đấy, chúng ta vào tìm là chẳng hạn như là sàn nông sản, chúng ta tìm trên Google nó có nhá. À, có một số cái sàn. Đấy, đây này, CA đúng không ạ? GCA Eco, vâng. Thế rồi thì Vinagex vân vân, đấy là một số cái sàn rất là nhiều, thì chúng ta cũng có thể đưa lên những cái sàn này chúng ta xem. Đó. Thì đấy là một số cái mà cái kênh online các anh chị có thể tiếp cận. Thực ra từng đấy kênh là đủ rồi, còn kênh thì nó còn nhiều nữa. Các trang giao vặt, báo chí, PR điện tử này kia. Thế nhưng mà những kênh mà tôi hướng dẫn là cơ bản là đủ rồi. Bà con nông dân mà áp dụng những kênh này mà trở thành chuyên gia thì tôi nói thật là bán không xuể luôn. Bán cho mình xong còn bán hết cho cả làng, cả xóm luôn cơ. Yên tâm. Rồi, thế còn kênh offline, những cái kênh truyền thống thì mình có những kênh gì? Có cách nào? Mình phải năng đi hội thảo. Để đến đấy là mình kết nối giao thương. Đúng không? Bây giờ mình cứ chẩm mông lên mình đi cấy thì làm sao mình kết nối được giao thương, mà cấy thì cái lúa thì nó chậm. Đến hội thảo, đến sự kiện, đến các cái buổi gọi là giao lưu trong hội doanh nhân, rồi thì những cái buổi gọi là gì ạ, xúc tiến nông sản. Mình đến có thể không bán được hàng của mình, nhưng mình học hỏi bạn hàng người ta làm thế nào, về mình làm theo, hoặc là mình bắt tay. Rồi cao hơn nữa, mình có thể đến các cái hội chợ quốc tế, mình học hỏi về cách người ta làm bao bì, cách người ta đóng gói sản phẩm, cách người ta đặt tên, cách người ta phát triển sản phẩm mới. Mình đi mình cứ học. Cái chị mà làm bánh trung thu ở Việt Nam, chị rất nổi tiếng, tôi không nêu tên và cái thương hiệu này không nêu tên. Chị nói là chị cứ đi hội chợ, bọn làm nào là chị bê nguyên về. Thế vì sao? Bọn nó nghĩ hết cho chị rồi. Hộp bánh trung thu làm như nào, đến đấy năm 2020 xem hội chợ thì áp dụng cho 2021. Thế là về các mẫu mã nó rất là đẹp, có hết. Nhưng mình chẳng chịu đi đâu, cũng chẳng Google tìm kiếm, cũng chẳng lướt xem trên Amazon người ta bán thế nào, trên những cái trang thương mại điện tử của Mỹ, của châu Âu, của Nhật, của Trung Quốc người ta bán nào. Mình chỉ biết xuất dưa hấu thô, mình chỉ biết xuất thanh long thô thì rất là khó. Đấy, bệnh dịch cấm biên rồi thế này thế khác, thế là mình đổ tống đổ tháo rất là khổ. Mình cố gắng làm theo cái hướng như vậy nha, bán lẻ đi và chế biến những cái sản phẩm đấy theo hướng là để giảm bớt cái rủi ro về cái sự ôi thiêu hỏng của cái nông sản. Đồ khô hút chân không này nọ mình phải tính được lâu dài, giảm cái rủi ro xuống. Đấy, rồi thì chúng ta lại đấy nhá, hội nghị, hội chợ, sự kiện, rồi thì kết hợp với các người bán hàng khác. Bây giờ tôi bán lúa thì tôi phải kết hợp với người bán ngô, tôi bán ngô thì tôi phải kết hợp với người bán thịt lợn, mình phải kết hợp để mình cùng bán, mình đẩy, mình phát triển cộng tác viên đại lý, mình phát triển những người bán buôn bán lẻ online trực tuyến, rồi thì mình cũng tham gia vào các cái hội, rồi thì các cái hội nhóm doanh nghiệp, các câu lạc bộ, đến đấy là để mình tìm kiếm các khách hàng. Có rất nhiều kênh, nhưng mà thực sự là chúng ta đã làm những kênh gì rồi, làm với tần suất bao nhiêu, làm với cái mức như thế nào, hay chúng ta cũng chỉ hời hợt. Kênh thì tôi nói là rất nhiều kênh online, đấy, kênh offline nó có một series, tôi có giới thiệu cho các bạn, tính ra như thế nó vào 20 kênh. Rồi mình phát triển đội sale bán hàng của mình, đúng không ạ? Bán hàng tại chỗ, bán hàng lưu động, đấy, những cái hình thức như vậy. Bây giờ nông nghiệp là được Bộ Nông nghiệp rất là khuyến khích, rồi thì các cái sở ban ngành rất là khuyến khích, bởi vì phần lớn 60% người Việt Nam vẫn là nông dân và thu nhập vẫn đến từ các sản phẩm nông nghiệp rất nhiều. Thế cho nên là chúng ta mà có các ý tưởng, chúng ta có thể làm mạnh mẽ lên và chúng ta đề nghị các cơ quan để được trợ giúp, ra xã, ra huyện, đấy, chúng ta gặp đơn vị đó và chúng ta đề nghị được hỗ trợ về khoa học kỹ thuật, về marketing, về thương hiệu, về bán hàng. Cứ mạnh dạn lên, chứ còn đừng cứ ngồi đấy đợi, đôi khi chúng ta cũng có cái tâm lý đợi đấy rất nhiều. Đó, thì chúng ta phải chủ động, chúng ta phải sáng tạo, chúng ta phải tự động học tập. Internet nó cho phép chúng ta gặp được các cái chuyên gia hàng đầu thế giới, hàng đầu Việt Nam. Ví dụ như cái khóa học này chính là cách mà các bạn có thể thấy là
tiếp cận với marketing online rất là chuyên nghiệp từ một cái người ở Hà Nội có thể chia sẻ với các anh chị và các bạn. Hoặc là các bạn có thể làm việc với các cái đơn vị trên nước ngoài, thế giới, không có vấn đề gì cả. Những cái trang giao dịch nông sản trên thế giới hoặc là những cái trang B2B, tức là bán buôn đấy, của Mỹ hay là của Trung Quốc hay là của Ấn Độ, như là Alibaba thì chúng ta có thể lên đấy chúng ta bán hàng. Chúng ta có thể tính cái xuất khẩu như vậy, hoặc là chúng ta có thể bán lẻ theo mô hình C2C, tức là doanh nghiệp mà bán hàng trực tiếp cho khách hàng cá nhân là B2B, và C2C là cá nhân bán hàng cho cá nhân trên Amazon, trên eBay, những cái trang như vậy. Tất nhiên điều đó là không dễ, nhưng chúng ta có thể làm. Đấy nha. Các cái kênh phân phối như là chợ, như là siêu thị, như là chợ đầu mối thì chúng ta cũng vẫn phải áp dụng. Và tôi biết rằng là bây giờ cái khó của bà con nông dân là rất là khó vào được những siêu thị lớn hoặc các hệ thống như là Vinmart hay là Bách Hóa Xanh hay là những cái chuỗi lớn, đúng không? Nhưng chúng ta phải tìm hiểu, chúng ta phải nghiên cứu xem là họ cần những tiêu chuẩn như nào về sản phẩm, về chất lượng, về bao bì, về giá, rồi thì khả năng cung ứng. Hoặc là chúng ta có thể làm theo kiểu là chúng ta làm OEM, tức là mình ký hợp đồng với một đơn vị. Chẳng hạn như là tôi biết là các công ty như Pepsi, họ sản xuất cái snack khoai tây ấy, thì họ đưa giống cho mình, họ đưa quy trình sản xuất cho mình, họ đưa phân bón cho mình, họ giám sát để làm sao để chất lượng sản phẩm tốt. Thế tại sao mình không làm như vậy? Tại sao mình không có tư duy làm chuẩn như thế? Và mình cũng có những cái hướng xuất khẩu. Mình Google tìm kiếm những cái nhà nhập khẩu ở trên thế giới. Sau đó mình vào những cái trang Alibaba, mình mua, mình trả phí để mình tìm, để mình xuất khẩu được, đúng không? Tự mình có thể tìm mà không cần phải thông qua các cái buổi xúc tiến hay là phải cơ hội của bộ nọ bộ kia cho chúng ta tự làm được. Thì đấy là một số những cái ý tưởng về quảng cáo, về kênh phân phối. Và những cái video tiếp theo này tôi sẽ hướng dẫn chi tiết cho các anh chị và các bạn cách các anh chị tạo page, cách anh chị chạy quảng cáo, đăng bài, livestream ở trên cái công cụ là điện thoại di động, thì sẽ có một cái loạt video, một cái khóa học như vậy đi kèm nha, để chúng ta làm. Rồi thì cách chúng ta lập web, cách chúng ta làm sale thì tôi cũng sẽ có những cái bộ khóa học như thế đi kèm đó, và hướng dẫn chi tiết cho các anh chị và các bạn, được chưa ạ? Rồi, video này thì tôi xin phép tạm dừng tại đây. Xin chào lại các anh chị và các bạn trong bài học tiếp theo. Xin cảm ơn.